Cái lệnh này cũng đã đạt được TB là 3R. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Game Debate. Thì ngày hôm nay mình sẽ recap lại con AU theo cái cấu trúc thị trường mới mà mình đã chia sẻ ngày hôm qua cho anh em tham khảo ha. Thì với cái lệnh này cũng đã đạt được TB là 3R. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định về cấu trúc thị trường. Ở đây chúng ta sẽ thấy là AU đang chuyển dần từ cái cấu trúc tăng sang một cái cấu trúc giảm. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì ở đây chúng ta có một cái đỉnh được công nhận. Và tại sao này là đỉnh công nhận? Tại vì nó đã quét qua một cái inducement ở dưới đây ha. Quét qua cái inducement dưới đây. Và từ cái đáy này nó đã phá qua cái đỉnh này. Thì chúng ta đã có một cái cấu trúc tăng. Nhưng sau đó giá lại bắt đầu đi xuống và phá qua khỏi cái đáy này. Thì cấu trúc tăng của chúng ta có khả năng bị đảo chiều. Và đây chính là cái đỉnh đã dẫn đến cái cú chốc này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm đâu là cái đáy được công nhận. Thì đây chính là cái được công nhận. Tại vì nó đã quét qua cái endo ở trên đây. Đây, và từ cái đỉnh này nó đã phá qua cái đáy này. Thì chúng ta sẽ có một cái đỉnh công nhận. Thì khi giá nó chạm tới cái đỉnh công nhận này là nó cũng là một vùng supply edge, vùng supply extreme luôn. Cho nên mình đã bắt đầu timing ở đây. Thì khi giá nó chạm ở đây, nó cho chúng ta những tín hiệu nến đang rút râu chậm dần. Thì lúc đó nếu như anh em xe theo nến thì anh em có thể quan sát. Và mình và cái thời điểm mà mình cho giá cho sell á, là khi mình thấy cái nến đen này xuất hiện ra, mình đã cho một cái lệnh sell tại vị trí này. Stop loss thì mình đặt ở trên cái vùng supply, và target mình đặt xuống tỷ lệ là 3R đó. Thì đây là cái điểm mở lệnh của mình, và anh em có thể thấy là giá nó đã hit TB của mình trong buổi chiều ha. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ theo nến. Nhưng nếu như anh em muốn tăng được cái tỷ lệ RR lên á, thì mình sẽ cho anh em xem cái cách xe nghe theo cấu trúc như thế nào ha. Thì đầu tiên nếu như giá nó chạm đến cái vùng supply này đúng không, thì anh em vào trong khung M1. Trong khung M1 á, chúng ta có thể thấy nè, khi giá nó chạm đến cái vùng supply này, nó cho chúng ta một cái cấu trúc tăng. Và ở đây là một cái cú chốc đúng không anh em, một cú chốc ở đây, chốc nè. Rồi thì khi mà có chốc rồi và ở đây nó có tạo ra một cái endo nữa, thì anh em có thể canh bán khi giá nó hồi về cái vùng supply trên này. Đó chính là cái vùng supply zone này. Và anh em có thể bớt stop loss lại, chỉ cần đặt trên cái đỉnh này thôi là anh em đã có thể có cái stop loss an toàn rồi. Và target thì anh em có thể target về đấy. Đấy, anh em có thể thấy là giá nó chạy rất là nhanh khi giá nó, và khi mà anh em CE như vậy á, thì cái tỷ lệ RR của anh em sẽ tốt hơn. Như ở đây á, là anh em được tới 7R. Trong khi đó nếu như anh em CE theo nến thì tỷ lệ anh em chỉ có 3R thôi. Nhưng những cái CE theo cấu trúc như thế này á, thì nó sẽ khá là dễ bị miss. Thì cái này chúng ta đánh đổi thôi ha. Đó thì nhưng mà cái cốt lõi của cái video này á, mình muốn chia sẻ với anh em á, đó là cách mà anh em phải xác định một cái cấu trúc cho nó chính xác. Thì khi anh em xác định đúng cấu trúc chính xác rồi á, thì anh em sẽ có những cái vùng hậu lệnh. Và tùy theo cái kỹ năng của anh em như thế nào thì anh em có thể có được những cái lệnh SL thấp và cái RR cao. Nhưng bản chất thì vẫn lại là phải xác định đúng cấu trúc anh em ha. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này.